trai ra Turapat. Pisara. Pisanai đang thử sở trường của anh, chỉ điểm về trung tâm. Gavi tông xuống cao. Buraut. Chiều qua Hà. Chiều. Trần Công Minh. Minh. Minh Đức. Văn Duy Hùng. Việt Nam. Cú sút bất ngờ rất nhanh của Trường Việt Hoàng, bóng đập vào mép trong cột dọc. Trước khi làm công bố của Mo Salah, một bàn thắng bất ngờ và rất đẹp mắt. Vừa rồi là bàn thắng đầu tiên của Trường Việt Hoàng tại Tiger Cup lần này. Trong các trận đấu trước, Việt Hoàng thường xuyên có những cú sút xa đe dọa khung thành đối phương, nhưng vừa rồi thì anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên của mình tại giải lần này. Các bạn xem lại quả đá nở này rất đẹp của Trương Việt Hoàng. Việt Hoàng có thể nói là rất dũng cảm, mặc dù một đầu vệ của đội bàn lăn xả vào, cầm giày hơi ngửa lên, nhưng Việt Hoàng vẫn quên mình băng vào sút.